Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong nửa cuối tháng 5 năm 2021, số ngày nắng nóng sẽ có xu hướng xuất hiện nhiều hơn tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh phía Bắc và Trung Trung Bộ. Thời kỳ này, mưa dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có xu hướng là gia tăng. Trên phạm vi cả nước, tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có khả năng xuất hiện như lốc sét và gió giật mạnh. Thưa bà con, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, cả nước đã có trên 1.660 ổ dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò xảy ra tại 1.622 xã với tổng số gia súc mắc bệnh là trên 44.700 con, số chết và tiêu hủy trên 5.100 con. Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh viêm da nổi cục sẽ tiếp tục lây lan trên diện rộng, nhất là trong điều kiện thời tiết thay đổi, mùa phát triển của các loại vector truyền bệnh như ruồi, muỗi, ve, mòng. Và để công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh viêm da nổi cục bảo đảm kịp thời, hiệu quả, giảm thiệt hại, thì bà con cần chú ý một số công việc như sau. Thường xuyên quan sát trâu bò để phát hiện bệnh sớm. Tiêu hủy trâu bò mắc bệnh biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục cho trâu bò. Phun tiêu độc khử trùng, phun thuốc diệt muỗi, ve, ruồi chung quanh khu vực chăn nuôi. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi. Thưa quý vị, những ngày gần đây do ảnh hưởng của thời tiết thất thường, hiện tượng lốc xoáy kèm theo các cơn dông mưa lớn đã xuất hiện tại nhiều nơi trên cả nước, đặc biệt là khu vực Tây Bắc và miền Trung với cường độ rất mạnh, gây thiệt hại nặng nề cả về người và của. 170 ngôi nhà, công trình chăn nuôi của các hộ dân bị tốc mái, hàng chục hecta lúa đã trổ bông cùng nhiều diện tích hoa màu bị đổ và hư hỏng nặng nề. Đó chỉ là những thiệt hại trước mắt mà những người dân tại xã Sơn Phú và thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh phải đối mặt sau trận dông lốc vào chiều tối ngày 3 tháng 5 vừa qua. Còn tại Lào Cai, ngày 13 tháng 5, mưa lớn kèm theo dông lốc xoáy trên diện rộng đã gây thương tích cho người dân và làm hư hại nhiều nhà ở, công trình hạ tầng, điện lưới, cáp viễn thông và hoa màu của người dân tại các huyện Bát Sát, Văn Bàn, Mường Khương và thành phố Lào Cai. Ngoài ra, lốc xoáy cũng đã khiến cho gần 100 nhà dân của người dân ở các huyện Na Hàng, Hàm Yên, huyện Sơn Dương, Chiêm Hóa và Yên Sơn tại tỉnh Tuyên Quang bị hư hỏng và tốc mái. Hàng trăm hecta lúa, hoa màu của người dân bị gãy đổ và ngập úng. Hàng chục hecta rừng bị gãy đổ, hệ thống đường giao thông, lưới điện, cơ sở trường học bị ảnh hưởng. Nguy hiểm hơn, địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng hồi đầu tháng 5 đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khi lốc xoáy bất ngờ cuột cây rừng cổ thụ ngã xuống đường, đè trúng xe máy chở hai người phụ nữ đi trên đường, khiến một phụ nữ 57 tuổi tử vong tại chỗ. Người còn lại bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Dự báo trong tháng 5 sẽ có nhiều đợt mưa dông kèm theo lốc xoáy diễn ra nên người dân cần chú ý đề phòng, di rời đến nơi an toàn và chủ động bảo vệ tài sản, diện tích trồng trọt, chăn nuôi của gia đình. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long cũng đang chịu tác động tiêu cực của quá trình biến đổi khí hậu. Hạn hán, xâm nhập mặn là hai loại thiên tai đã và đang tác động mạnh đến toàn vùng. Xác định sống hài hòa với tự nhiên, các địa phương của vùng đồng bằng sông Cửu Long đang chủ động sớm và thông tin liên tục hình ảnh xâm nhập mặn đến người dân. Cùng với đó thì ngành chức năng cũng đang theo sát tình hình, cập nhật liên tục diễn biến thời tiết và nguồn nước tại thượng nguồn sông Mekong. Cụ thể là tổ chức đo đạc
về độ mặn ở các vùng cửa sông, cửa lấy nước vào công trình thủy lợi để kịp thời phát hiện, nắm bắt tình trạng xâm nhập mặn và thực hiện việc lấy nước phù hợp. Đặc biệt, việc xây dựng các công trình ngăn mặn bước đầu đã cho thấy những hiệu quả tích cực. 5 phút đo một lần, trực 24/24 giờ. Những ngày đầu tháng 3, các cán bộ trực vận hành cống Tân Dinh, tỉnh Trà Vinh đã làm việc liên tục để kiểm soát mặn, tránh xâm nhập vào vùng sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân huyện Trà Cú. Là trực là 24/24 để khi nào mà nước thủy triều lên là kịp thời là mình đo độ mặn. Nếu mà dưới mà 1/1000 thì mình lấy nước ngọt vô. Nếu mà trên 1/1000 thì mình đóng cống lại. Khi độ mặn mình kiểm tra dưới 1/1000 thì mình mới mở cửa cống mình lấy nước. Trong quá trình lấy nước vậy đó, mình cứ 5 phút mình kiểm tra 1 lần. Khi độ mặn nó vượt đến 1/1000 thì mình đóng lại, trữ nước lại, phục vụ tưới tiêu cho những hộ bên trong hai cống này. Được đưa vào vận hành ngăn mặn từ đầu năm 2020, cống Tân Dinh được xem là một trong những công trình lớn kiểm soát mặn tốt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Cống có chiều rộng thông nước 40m, có hai cửa van trục dưới đóng mở bằng xi lanh thủy lực. Nhờ đó, công trình ngăn được mặn có lúc lên đến 8/1000 xâm nhập vào vùng sản xuất. Đến nay thì coi như là cái cống thì hoạt động là tương đối là nó hiệu quả, nó thì để giúp cho bà con thì nói chung là chủ động được cái nước trong cái quá trình mà sản xuất của bà con. Từ năm 2015 đến nay đã có 11 công trình lớn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư, hàng chục công trình cấp tỉnh, kể cả công trình nước ngọt, công trình kiểm soát mặn ngọt cho sản xuất. Ngoài ra, nhiều công trình cấp quốc gia đã và đang hoàn thiện, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong năm tới để ứng phó với hạn mặn và biến đổi khí hậu trong những năm tiếp theo. Đẩy mạnh cho việc xây dựng các công trình điều tiết mặn ngọt. Đây là một việc là rất lớn và Thủ tướng Chính phủ cũng đã trực tiếp đi kiểm tra. Một việc rất quan trọng nữa đó là công tác dự báo nguồn nước từ thượng lưu cũng như là xâm nhập mặn từ phía biển. Chúng ta đã, cái việc này đã thường xuyên cung cấp thông tin cho người dân, cho chính quyền của các địa phương để chủ động cho việc điều tiết, điều chỉnh cái mùa vụ để làm sao cho phù hợp. Từ cuối tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương liên quan chủ động ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, năm 2021 là năm hạn mặn cao. Việc chủ động các biện pháp tích trữ nước ngay từ bây giờ khi nguồn nước tại đây vẫn chưa bị ảnh hưởng mặn, đồng thời chủ động tích trữ nước bảo vệ các vườn cây trái và nước sinh hoạt để giảm thiểu thiệt hại, cần được các địa phương thực hiện nhanh chóng.